Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái ứng dụng miễn phí tính tiền TV với cái máy in X-Printer 58EIH này để các bạn in có hóa đơn bán hàng nha. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này và cũng như là hướng dẫn các bạn cách sử dụng luôn nha. Thì đây là cái máy in X-Printer 58EI. Thì cái máy này nó sẽ kết nối Bluetooth với cái điện thoại của các bạn để in cái hóa đơn bán hàng nha, giống như những cái hóa đơn trong siêu thị nha các bạn. Thì bây giờ các bạn mua máy về á, các bạn gắm điện vào nè, các bạn gắm nguồn vào nè. Đó, các bạn gắm điện vào đây ha. Rồi, ở đằng trước nè, nó có một cái công tắc nè. Các bạn bật cái công tắc này lên ha. Đèn nó sáng là đã có điện ha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mở khay giấy và các bạn bỏ giấy vào nha. Rồi, cái tay các bạn nắm, các bạn bật kéo cái này lên là nó sẽ ra cái khay giấy nha. Rồi, giấy á, thì các bạn để như thế này ha. Cái tờ giấy nó hướng về phía mình nha. Rồi các bạn để xuống, các bạn bỏ vào, các bạn để dư ra một xíu nha. Rồi ok, bây giờ các bạn lấy hai tay các bạn đè xuống là đóng cái nắp lại ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái Bluetooth của cái máy in X-Printer này với cái ứng dụng tính tiền TV để in có hóa đơn bán hàng miễn phí nha. Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn trên cái điện thoại iPhone trước nha. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trên cái điện thoại Android sau nha. Thì trên cái App Store hoặc là CH Play á, các bạn vào các bạn tìm từ khóa là tính tiền TV nè. Rồi các bạn nhập vào từ khóa tính tiền TV, sau đó các bạn tải cái app đó về. Sau đó các bạn mở lên, các bạn được cái giao diện như thế này ha. Thì trước tiên á, các bạn cần phải bật cái Bluetooth lên nè. Ở đây nè. Các bạn bật cái Bluetooth lên ha. Rồi, các bạn quay trở lại app. Rồi, các bạn vào cài đặt. Ở đây nè các bạn điền cái thông số nè, tên quán nè, địa chỉ nè, số điện thoại nè, lời cảm ơn nè. Đó, các bạn điền cái thông số vào nha. Rồi ở đây các bạn chọn là khổ giấy là 57K nha. Rồi ở đây á, là cái độ đậm nhạt của cái giấy in nè các bạn, cái mực in đó các bạn có thể kéo lên hoặc kéo xuống nha. Rồi ở đây nè các bạn, chỗ Bluetooth này nè. Các bạn bấm vào chọn máy in nè. Rồi các bạn tìm nè, bấm cái dấu tìm ở đây là cái kính lúp nè. Rồi tên của cái máy in này á, là Winter 001 nè các bạn. Rồi các bạn thấy không, nó có ghi đây là Winter 001 là đã kết nối nè. Rồi bây giờ các bạn lưu vào nè, bấm lưu ha. Rồi ở trên đây á, nó sẽ có bàn phòng và bảng giá nè. Các bạn vào bảng giá nè, các bạn thiết lập cái menu, cái bảng giá với cái sản phẩm của các bạn như vậy ha. Rồi ok, sau khi thiết lập như vậy rồi các bạn ra, các bạn bàn phòng. Những bạn nào mà làm về quán ăn hay là như thế nào đó, các bạn để bàn vào nha, phù hợp với cái bàn của quán mình. Còn không á thì các bạn để đại một cái bàn nào đó cũng được ha. Rồi ok, bây giờ các bạn vào tính tiền nè. Hiện tại ở đây nó có hai cái khác biệt, đó là cái bàn màu xanh là các bạn dấu sao màu đỏ nè các bạn. Cái bàn màu xanh đó là biểu tượng của cái bàn trống không có khách ngồi ha. Cái biểu tượng của cái bàn sao này á, là các bạn biểu tượng của khách ngồi nè, đã có menu rồi nè, khách gọi món rồi nè. Đó, bây giờ mình giới thiệu ví dụ cái bàn số 3 nè, nó đang trống nè, khách vào đúng không, các bạn bấm vào chỗ dấu cộng, các bạn khách order như thế nào đó bạn bấm dấu cộng ở đây ha. Đó, nó sẽ lên nè, nếu gọi hai thì sẽ lên hai, gọi ba lên ba ha. Rồi các bạn ra ngoài nè. Đó, bàn 3 bây giờ nó đã có cái menu khách gọi rồi nè. Rồi mình bấm cái kính lúp để mình in hóa đơn ra. Nếu mà khách đã order xong và khách về đó, thì mình bấm vào cái đó, bấm vào cái kính lúp để mình thanh toán. Và mình in bill ra cho khách luôn nha. Nó sẽ cộng sẵn cho các bạn luôn, số lượng ở đây cộng sẵn cho các bạn luôn. Các bạn bấm in thôi nha. Đây các bạn ha, đây là cái hóa đơn mà mình vừa in ra nè. Đó, trên cái điện thoại iPhone ha. Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in trên cái điện thoại Android nha. Thì trên điện thoại Android nó có khác một chút xíu á, là các bạn cần phải ghép đôi trên cái cài đặt của Bluetooth ở đây nè các bạn vào cài đặt nè. Sau đó các bạn vào Bluetooth nè. Rồi các bạn thấy tên Printer 001 không? Y chang như nãy nha. Rồi các bạn click vào nè, các bạn ghép đôi. Các bạn bấm mật khẩu là 4 số 0 vào. Ghép đôi. Khi nào mà nhảy lên trên là thành công nè các bạn đó. Xong bây giờ các bạn quay lại cái ứng dụng tính tiền TV nè. Các bạn cũng vào cài đặt nè, các bạn điền cái tất cả các thông số như hồi nãy nha. Các bạn cũng vào đây, các bạn tìm. Rồi các bạn bấm chọn cái máy in, rồi các bạn bấm tính tiền nè.
Các bạn vào đây nè, các bạn. Rồi, mình ví dụ hồi nãy á, là khách đã về rồi, các bạn bấm vào đây để trả về bàn không rồi, thấy không? Rồi, bây giờ mình lên lại nè. Rồi, mình ra lại nè. Rồi, mình bấm in nè. Đó. Ở đây nó có mất chữ một chút xíu nè các bạn. Các bạn bấm nút fit nè để nó nhả ra được cái chữ cảm ơn quý khách nè, các bạn thấy không? Cái nút này là cái nút xả giấy nha các bạn. Rồi mình bấm cái nữa nè. Các bạn thấy không? Nó bị mất cái chữ cảm ơn đây nè, các bạn bấm nút này nó sẽ xả giấy ra nè. Đó, đây là cái hóa đơn nha các bạn. Rồi ok, thì những bạn nào mà muốn mua máy in này thì các bạn xuống dưới phần miêu tả, các bạn click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng, được giao hàng tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.